Nga dáng đòn hỏa lực, loại bỏ 170 binh sĩ, cày nát cứ điểm của Ukraine tại Bắc Mút Thứ Hai. Ngày 11 tháng 5, theo trang tin quân sự AviaPro, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Ukraine ở hướng Abdiyivka, gây thiệt hại đáng kể và làm suy yếu khả năng phòng thủ của đối phương. Cuộc không kích đã loại bỏ 170 binh sĩ và phá hủy hàng loạt cứ điểm của Ukraine tại Abdiyivka hình ảnh từ video cho thấy lực lượng nga đã triển khai vũ khí có độ chính xác cao bom lượn cũng được nga sử dụng trong cuộc tấn công cuộc tấn công của lực lượng nga đã phá hủy các mục tiêu chiến lược quan trọng và làm tiêu hao binh lực của đối phương nga gần đây sử dụng loại bom dẫn đường để qua mặt hệ thống phòng không ukraine và gây thách thức cho kế hoạch phản công của kiev những quả bom này có tầm bắn vượt xa hệ thống phòng không chiến thuật của ukraine vốn được chuyển đến tiền tuyến để hỗ trợ cho kế hoạch phản công vũ khí mới của Nga đã làm xoay chuyển cục diện xung đột ở Ukraine. Sự yểm trợ từ trên không của lực lượng không quân đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Các cuộc tấn công cũng cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp hành động giữa các đơn vị khác nhau của lực lượng vũ trang Nga. Thành phố công nghiệp Abdiivka nằm ngay phía bắc thành phố Donetsk, một vùng đô thị lớn của Ukraine. Abdiivka, nơi có một nhà máy luyện kim lớn, liên tục bị pháo kích kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái. Với vị trí chiến lược quan trọng trong tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donetsk, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các đợt tấn công nhằm vào áp đi Áp đi cách Bắc Mút khoảng 90 km và cách thành phố Donetsk chỉ khoảng 35 km về phía Bắc. Giới chức Ukraine lo ngại thành phố này có nguy cơ trở thành Bắc Mút thứ hai khi Nga tăng cường pháo kích, tìm cách bao vây. Giới quan sát nhận định, bên cạnh Bắc Mút, Abdiivka có thể trở thành một chiến trường chính tại Donetsk và dự kiến sẽ xảy ra những cuộc giao tranh nảy lửa. Quân đội Ukraine đang nỗ lực tổ chức phòng thủ và khẳng định đã đẩy lùi nhiều đợt tiến công của Nga. Bộ Quốc phòng Anh nhận định chiến dịch của Nga vây quanh Áp Abdiivka sử dụng chiến thuật tương tự những gì đang xảy ra ở Bắc Mút. Trong những tuần gần đây, tình hình ở Abdiivka tiếp tục khó khăn do Nga tăng tần suất không kích và cắt đứt một số tuyến đường tiếp tế của Ukraine. Vitali Barabas, người đứng đầu chính quyền quân sự Abdiivka hồi tháng 3 cảnh báo, thành phố Abdiivka đang bị xóa sổ khỏi trái đất và ngày càng trở nên giống địa điểm trong các bộ phim hậu tận thế. Ông Barabas nói rằng, việc sơ tán dân thường khỏi Abdiivka rất nguy hiểm với con đường tử thần dẫn ra khỏi thành phố này đang bị quân đội Nga giám sát và họ có thể nổ súng ngay lập tức. Theo các quan chức Ukraine, có khoảng 2.000 thường dân còn lại ở Abdiivka. Ukraine nhận tin xét đánh khi bị chính Mỹ dội gáo nước lạnh bằng quyết định sốc. Politico đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không có ý định theo chân Anh để cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Điều được cho là chắc chắn sẽ khiến Kiev thất vọng ê chề, khiến cho chiến dịch phản công của Ukraine thêm khó khăn. Politico lưu ý rằng, Mỹ coi vấn đề này đã được giải quyết nhờ nguồn cung cấp tên lửa tầm xa từ Vương quốc Anh. Theo kế hoạch, London sẽ gửi tên lửa có tầm bắn 300 km tới Ukraine. Tầm bắn này tương đương hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân được gọi tắt là ATACMS mà Washington đã từ chối cung cấp cho Ukraine. Politico dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng, chính sách của chúng tôi về ATACMS không thay đổi. Mặc dù không cung cấp ATACMS cho Ukraine, nhưng vị quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các hệ thống Patriot, đạn dược và phương tiện chiến đấu bọc thép. Trước đó, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói với Defense One vào tháng 3 rằng Mỹ thậm chí không có đủ ATACMS trong kho vũ khí dự phòng của mình. Tướng Milley nhấn mạnh, từ quan điểm quân sự, chúng tôi có tương đối ít ATACMS, chúng tôi cũng phải đảm bảo duy trì kho đạn dược của riêng mình. Việc Anh chấp nhận cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine được cho là đã khiến chính quyền Tổng thống Joe Biden thở phào nhẹ nhõm theo nhiều quan chức Mỹ nói chuyện với nhật báo Nasdaq. Nhà Trắng hy vọng động thái này sẽ bịt miệng những người chỉ trích muốn Mỹ gửi ATACMS cho Ukraine vì Kiev có thể sớm nhận được tên lửa tầm xa từ London. Mặc dù quyết không theo chân Anh gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine, nhưng chính quyền Biden vừa công bố thêm gói viện trợ an ninh 1,2 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Gói này bao gồm đạn dược và các hệ thống phòng không cùng thiết bị để tích hợp hệ thống của phương Tây vào mạng lưới sẵn có của Ukraine, vốn chủ yếu là khí tài từ thời Liên Xô. Gói viện trợ mới cũng có đạn tên lửa, UAV hỗ trợ phòng không, pháo, rocket, ảnh vệ tinh, kinh phí bảo trì và phụ tùng thay thế của nhiều hệ thống vũ khí. Gói hỗ trợ trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USAI để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của Ukraine khác với các đợt viện trợ vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự được rút thẳng từ kho của quân đội Mỹ trước đây. Gói này nâng tổng viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine lên gần 37 tỷ đô la Mỹ từ khi xung đột giữa Kiev và Moscow bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Ukraine tuyên bố phản công gần Bắc Mút gây tổn thất nặng nề cho Nga Trong một video chia sẻ trên Telegram ngày 11 tháng 5, ông Andriy Bileski, chỉ huy lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine cho biết, họ đã đẩy lùi lực lượng Nga gần thành phố Bắc Mút, tỉnh Donetsk, Đô miền đông Ukraine. Ông Bileski cho hay, cuộc phản công của lữ đoàn tấn công số 3 thuộc quân đội Ukraine khiến các đơn vị của lữ đoàn súng trường số 72 của Nga bị đẩy lùi. Thực tế, hai đại đội của lữ đoàn này đã bị phá hủy hoàn toàn. Ông bổ sung, Ukraine đã vô hiệu hóa khả năng trinh sát, phá hủy một số lượng lớn xe bọc thép, và bắt giữ binh sĩ của lữ đoàn súng trường số 72 của Nga. Chỉ huy Bileski nói thêm, các hoạt động phản công của Ukraine được thực hiện trong một khu vực rộng 3 km, sâu 2,6 km. Ukraine đã giành lại toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, ông không tiết lộ địa điểm cụ thể. Những tuyên bố này khá tương đồng với thông tin mà lãnh đạo Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cho rằng lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 của Nga đã rút binh sĩ và thiết bị khỏi Bắc Mút. Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine xác nhận. Báo cáo của Prigozhin về việc rút lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của lực lượng vũ trang Nga khỏi Bắc Mút là chính xác. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin trên. Bắc Mút hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất hiện nay ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine bị cho là đều hứng tổn thất lớn sau nhiều tháng giao tranh tại đây. Tướng Oleksandr Shitsky, tư lệnh cụm phía đông lực lượng vũ trang Ukraine ngày 1 tháng 5 thông báo, các cuộc phản công của Ukraine đã đánh bật lực lượng Nga khỏi một số vị trí ở thành phố Bắc Mút, ở mặt trận phía đông, nhưng tình hình tại đây vẫn còn khó khăn. Về phía Nga, Wagner là lực lượng then chốt trong kế hoạch của Moscow nhằm kiểm soát hoàn toàn Bắc Mút để mở rộng tiến công sang các thành phố lớn khác ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều dấu hiệu cho thấy mâu thuẫn giữa Wagner và quân đội Nga ngày càng gia tăng. Ông Prigozhin tuần trước tuyên bố sẽ rút các đơn vị của Wagner khỏi Bắc Mút nếu Nga không cung cấp đủ đạn dược cho họ. Hôm qua, ông trùm Wagner cáo buộc Moscow không giữ lời hứa cấp mọi thứ cần thiết để Wagner tiếp tục chiến đấu tại Bắc Mút. Ông nói, Nga chỉ đáp ứng 10% lượng đạn dược mà họ cam kết. Do vậy, ông cảnh báo lực lượng này sẽ đề nghị Moscow thêm vài ngày nữa và nếu không được đáp ứng, Wagner sẽ từ bỏ các vị trí ở mặt trận khốc liệt Bắc Mút. Lãnh đạo Wagner nhận định, cuộc phản công của Ukraine có thể đã bắt đầu từ Bắc Mút với số lượng binh sĩ và đạn dược không giới hạn. Ông cảnh báo nếu Wagner rút đi, toàn bộ chiến tuyến của Nga ở đây sẽ đổ vỡ. Ukraine nêu khả năng phản công thất bại, kêu gọi viện trợ thêm vũ khí. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố, Kiev có thể thực hiện nỗ lực phản công khác nếu cuộc phản công dự kiến của nước này thất bại. Ngoại trưởng Ukraine nói thêm trong cuộc phỏng vấn với báo Đức hôm mùng 10 tháng 5. Đừng coi cuộc phản công này là cuộc phản công cuối cùng vì chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu cuộc phản công của Kiev thất bại, điều này có nghĩa là phải chuẩn bị cho một cuộc phản công tiếp theo. Nhà ngoại giao Ukraine nói thêm, nếu cuộc phản công này thành công trong việc giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, thì cuối cùng bạn sẽ nói, đúng rồi, đó là cuộc phản công cuối cùng. Nhưng nếu phản công không thành công, Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần chuẩn bị cho cuộc phản công tiếp theo. Ông Kuleba cũng bình luận về khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố, Chúng tôi có một quyết định hợp pháp của Hội đồng An ninh Quốc gia được thông qua để đáp trả việc ông Putin sắp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine vào năm ngoái, rằng các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Putin sẽ không thể diễn ra. Ngoại trưởng Kuleba cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Đức nên ủng hộ Ukraine gia nhập NATO, nếu nước này muốn có một châu âu an toàn ông kuleba một lần nữa kêu gọi berlin tăng cường viện trợ quân sự cho ukraine ngoại trưởng ukraine nhấn mạnh vũ khí vũ khí và vũ khí là thứ cần thiết để ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này đức có rất nhiều vũ khí và điều này phụ thuộc nhiều vào đức không nên đánh giá thấp sức mạnh ngoại giao của đức cuộc phản công dự kiến của kiev đã được đồn đoán trên các phương tiện truyền thông trong vài tháng qua các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã thăm dò hệ thống phòng thủ của Nga ở nhiều khu vực khác nhau. Chính quyền Ukraine kỳ vọng các đồng minh phương Tây sẽ cung cấp thêm vũ khí nếu cuộc phản công dự kiến của Kiev thành công. Tuy nhiên, Kiev thừa nhận phương Tây có thể kỳ vọng quá cao vào những thành công có thể đạt được của quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Rednikov nói với Washington Post rằng điều này có thể dẫn đến sự thất vọng. Theo Washington Post, Kiev đang tìm cách hạ thấp kỳ vọng của phương Tây vì lo sợ rằng kết quả của cuộc phản công có thể không xoay chuyển được cục diện của cuộc chiến. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc các nước phương Tây thảo luận công khai về cuộc phản công dự kiến của Kiev đã cho thấy họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Giới chức Mỹ trước đó dự đoán Ukraine có thể mở đợt phản công lớn vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5. Đó là lý do Washington và các đồng minh đang nỗ lực để nhanh viện trợ khí tài cho Ukraine trước khi Nga kịp mở đợt tấn công mới. Đánh giá về cơ hội phản công của Ukraine, Tổng thống Séc Peter Pavel nhận định cánh cửa cơ hội chỉ mở ra cho Ukraine đến cuối năm nay. Ông lập luận, khi bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 đang đến gần, sự hỗ trợ của Washington cho Kiev dường như cũng sẽ giảm dần, kéo theo các nước châu Âu hành động tương tự. Nga tuyên bố đường ống dẫn dầu gần biên giới Ukraine bị tấn công khủng bố. Nhà chức trách Nga ngày 11 tháng 5 thông tin, đường ống dẫn dầu Dezuba thuộc công ty năng lượng Chasnep đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công khủng bố hôm 11 tháng 5. Người phát ngôn của công ty Chasnep xác nhận với hãng thông tấn TASS. Đúng vậy, vào sáng sớm hôm nay, đã có một nỗ lực tiến hành tấn công khủng bố nhằm vào đường ống dẫn dầu Dezuba tại trạm bơm Priaz. Theo Chasnep, vụ việc trên không gây ra thương vong về người. Cơ quan điều tra đang khẩn trương tiến hành làm rõ vụ việc. Vào sáng sớm ngày 10 tháng 5, Baja, một trang tin gần gũi với lực lượng hành pháp Nga cho biết, ba bể chứa dầu thuộc đường ống The Juba đã bị tấn công. Tuy nhiên, hoàn cảnh cũng như động cơ của vụ tấn công trên chưa được tiết lộ. Đường ống The Juba được xây dựng từ thời Liên Xô và là một trong những đường ống chính dẫn dầu từ Nga sang các nước châu Âu. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra hồi tháng 2 năm 2022, The Juba cùng các đường ống dẫn dầu và khí đốt từ Nga sang châu Âu đã thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khác nhau. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, một vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại đường ống Dejuba. Tới cuối tháng 12 năm 2022, đường ống dẫn khí đốt Urengoy-Pomary-Uhorod từ Nga sang châu Âu qua ngã Ukraine ở vùng Chuvashia cũng đã phát nổ dữ dội khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo Reuters, đường ống khí đốt urengoy pomary Uhorod được xây dựng từ những năm 1980 và hiện thuộc quyền sở hữu và vận hành của Tập đoàn Năng lượng Quốc doanh Gazprom của Nga. Thời gian gần đây, giao tranh thường xuyên xảy ra tại khu vực biên giới Bryansk của Nga. Hôm 30 tháng 4, Thống đốc Bryansk Alexander Bogomas cáo buộc Ukraine đã pháo kích khu vực này bằng pháo phản lực phóng loạt. Trước đó vào hôm 6 tháng 4, ông Bogomas tuyên bố lực lượng phòng vệ biên giới thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã ngăn chặn thành công một kế hoạch đột nhập lãnh thổ Nga tại khu vực làng Sluchos ở quận Pogarsky ở vùng Bryansk. Theo ông Bokomas, một màn đấu súng đã nổ ra giữa hai biệt kích Ukraine với lực lượng phòng vệ biên giới Nga. Thông tin chi tiết về thương vong cũng như thiệt hại của hai bên hiện chưa được công bố. Trước đó vào đầu tháng 3, đơn vị đặc nhiệm Kraken của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã phá hủy một tháp quan sát biên giới của Nga tại khu vực này. Tuyên bố của đơn vị Kraken viết: Sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử, các đặc nhiệm tình báo của đơn vị Kraken đã phá hủy một tòa tháp quan sát biên giới tại vùng Prias của Nga. Trung Quốc muốn Đức cùng đi con đường đúng đắn, khuyên châu Âu nên giải quyết một điều trong xung đột Ukraine. Ngày 11 tháng 5, ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đang có chuyến thăm Đức đã có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Anna-Lena tại Berlin. Trong cuộc gặp, ông Tần Cương đã kêu gọi Đức đi theo con đường đúng đắn, cùng nhau phản đối một cuộc chiến tranh lạnh mới và sự chia rẽ giữa nền kinh tế hoặc cắt đứt chuỗi cung ứng, đồng thời ủng hộ việc tạo niềm tin và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trên thế giới. Cho rằng đối mặt với các vấn đề và thách thức toàn cầu khác nhau, các quốc gia cần hợp tác hơn là đối đầu và tôn trọng lẫn nhau hơn là chỉ tay vào nhau theo nhà ngoại giao Trung Quốc, nước này và Đức cần tăng cường đối thoại và hợp tác trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều bất ổn như hiện nay. Bên cạnh đó, hai nước cũng cần chuẩn bị tốt cho cuộc tham vấn liên chính phủ vòng thứ bảy Trung-Đức và lên kế hoạch toàn diện để hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Về phần mình, Ngoại trưởng Bia Bóc cho biết, chính phủ Đức đánh giá cao sự hợp tác giữa nước này với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực và đang hướng tới tổ chức cuộc tham vấn trực tiếp đầu tiên của hai nước sau đại dịch Covid-19 cũng là lần đầu tiên giữa hai chính phủ mới. Đức khẳng định sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để đạt được kết quả tham vấn tích cực, tập trung vào các nỗ lực chung, tính bền vững và hành động, đặc biệt thúc đẩy sự hợp tác về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, đa dạng sinh học và giao lưu thanh niên. Hai bộ trưởng cũng trao đổi quan điểm về vấn đề Ukraine. Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc giải thích thêm về quan điểm của nước này, trong đó nhấn mạnh rằng Lập trường nhất quán của Bắc Kinh là tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc hòa đàm và nỗ lực đạt được sự hiểu biết chung rộng rãi nhất trong cộng đồng quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Khẳng định Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn và cũng không đổ thêm dầu vào lửa trong xung đột ở Ukraine, ông Tần Cương cho biết. Bắc Kinh sẽ duy trì liên lạc với tất cả các bên trong cuộc khủng hoảng như một phần trong nỗ lực tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi các nước châu Âu nên giải quyết cả triệu chứng và nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở Ukraine, đồng thời nỗ lực khôi phục hòa bình và an ninh. Về phía Đức, bà Bierbach nói rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nếu Bắc Kinh chọn làm điều đó. Ngoại trưởng Đức cũng thúc ép Trung Quốc phải có lập trường rõ ràng về cuộc xung đột, đồng thời bày tỏ hoan nghênh những tuyên bố gần đây. Bắc Kinh xác nhận chủ quyền của các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Brazil lên tiếng muốn nắm vai trò hòa giải xung đột Ukraine Theo Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, tình hình xung đột Ukraine, năng lượng và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế và ngăn chặn tình trạng thất nghiệp sẽ là những vấn đề trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Hiroshima, Nhật Bản trong hai ngày 20-21 tháng 5 tới đây. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Lula de Silva nói trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Tôi có kế hoạch đề xuất Brazil làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Ukraine ở bên lề hội nghị G7 sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng này. Cuộc xung đột càng tiếp tục thì sẽ chỉ gây ra nhiều thương vong, nên chúng ta cần phải tìm một ai đó để có thể bàn bạc phương án hòa bình. Và Brazil đã sẵn sàng cho vai trò đó. Theo Tổng thống Brazil, bản thân ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Anh về vấn đề này. Và ông dự kiến thảo luận tiếp với Tổng thống Indonesia và nhiều nhà lãnh đạo khác khi tham gia hội nghị G7. Ông Lula de Silva nói thêm, giờ là lúc dành cho ngoại giao, chứ không phải là xung đột.